Thời gian gần đây TikTok đang trở nên thịnh hành và có rất là nhiều người đang tìm kiếm cái cách kiếm tiền trên TikTok. Thì ở video này Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nhìn chi tiết hơn về cách kiếm tiền trên TikTok để ngay từ bây giờ các bạn có thể có một cái định hướng và có một cái tài liệu để các bạn có thể tìm hiểu cái cách kiếm tiền trên TikTok sớm thành công trong thời gian ngắn nha. Nếu như các bạn chưa biết cách tạo tài khoản TikTok như thế nào và cách đăng ký mở một cái gian hàng TikTok như thế nào để kiếm tiền thì các bạn có thể lên YouTube tìm từ khóa là cách đăng ký TikTok Shop, cộng tên kênh của Toàn là CD2 Studio và các bạn hãy xem ngay cái video này. Video này Toàn hướng dẫn rất là chi tiết cách đăng ký tài khoản TikTok mới và cách đăng ký giỏ hàng TikTok Shop thành công. Các bạn xem chắc chắn sẽ làm được. Khi các bạn đăng ký cái này xong thì các bạn sẽ có một cái kênh TikTok mới và có một cái tài khoản Seller Center TikTok Shop để các bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ngay từ hôm nay. Và video này Toàn sẽ phân tích cho các bạn những cái cách nào các bạn có thể tận dụng TikTok để kiếm tiền trong thời gian rất là nhanh. Thì như các bạn thấy, video này mình đăng cách đây 5 ngày và kênh của mình là kênh mới tạo và đến thời điểm hôm nay kênh mình đã tăng được 100 follow và mình đã bán được hơn 5 đơn hàng rồi nha các bạn. Chỉ trong vòng có 1 đến 2 ngày sau khi tạo kênh và sau khi đăng một video thì mình đã có đơn hàng và doanh thu đã có từ những cái đơn hàng này. Nếu như các bạn kiếm tiền bằng cách bán hàng thông qua hình thức này ở những cái trang thương mại điện tử khác như là Tiki này, Lazada, Shopee thì cái việc các bạn bán được hàng nó rất là khó và để xây dựng một cái shop bán hàng trên những cái nền tảng thương mại điện tử này thì các bạn cần đầu tư thời gian rất là nhiều và rất là lâu để duyệt một cái gian hàng được mở ở trên những cái trang thương mại điện tử này. Tuy nhiên với TikTok Shop thì nó hoàn toàn khác, việc đăng ký tài khoản rất là nhanh và việc các bạn thu hút người xem trên một cái video các bạn nó rất là đơn giản bởi vì hàng ngày có hơn 4 tỷ người xem TikTok ha các bạn. Nên khi đăng video các bạn không sợ là không có lượt xem và chính những lượt xem này chính là những người họ mua hàng của các bạn. Và cái điều hay là các bạn không cần phải trữ hàng, các bạn không cần phải mua hàng nhiều mà các bạn hoàn toàn có thể bán hàng được rất là nhiều lần và thu nhập như thế nó cứ tăng dần. Đó là cái tuyệt vời mà chúng ta nên học và tìm hiểu cái cách kiếm tiền trên bán hàng TikTok Shop nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu một số cái cách khác để có thể kiếm tiền trên TikTok nha. Thì các bạn có thể tận dụng TikTok để PR sản phẩm cho doanh nghiệp để kiếm tiền. Nếu như các bạn là một người influencer, những người ảnh hưởng, những người có khả năng tạo ra một cái trang thương mại điện tử hoặc là một cái trang YouTube, một cái trang TikTok có nhiều follow thì các bạn hoàn toàn có thể biến những cái trang này thành một cái thương hiệu cá nhân của các bạn, hoàn toàn có thể thu hút những nhà tuyển dụng, những doanh nghiệp họ thuê các bạn quảng cáo sản phẩm của các bạn trên những cái nền tảng này. Và hiện nay TikTok là một cái các bạn nên tìm hiểu và thực hiện làm song song với làm YouTube nha. TikTok nó có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với các doanh nghiệp bởi vì hiện tại doanh nghiệp hầu như đã chuyển từ YouTube và họ bắt đầu mở sang nền tảng TikTok để họ phát triển thương hiệu. Do đó các bạn nên tận dụng và tìm hiểu để phát triển cái kênh TikTok bên cạnh kênh YouTube để các bạn có cái lượng fan nó hùng hậu hơn nha. Những cái nhà doanh nghiệp này họ sẽ đưa yêu cầu cho các bạn sáng tạo nội dung và quảng bá sản phẩm của họ trên các cái nền tảng của các bạn, trên các video các bạn làm. Từ đó các bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng rất là lớn từ việc quảng cáo những cái video này ha. Rồi thứ hai, các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng hình thức tiếp thị liên kết affiliate marketing. Đây chính là cái kết quả mình đã show cho các bạn ở đầu video này, chính là những cái đơn hàng mình đã bán được qua những cái video mình review những cái sản phẩm mình mua về mình xài và mình quay lại mình giới thiệu cho các fan của các bạn xem. Cách làm này thì có hai hướng. Thứ nhất là các bạn mua hàng về các bạn sử dụng. Thứ hai là các bạn có thể review bằng hình ảnh những cái video có sẵn. Và cái hay nữa là những cái video này nó ship cho các bạn bán hàng theo chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần. Các bạn chỉ cần quay một lần và các bạn có thể bán N lần. Và như thế hoa hồng các bạn có thể kiếm được N lần, rất là hay ha. Hình thức này là hình thức mà rất là nhiều người đang tìm hiểu và làm đó các bạn, chính là bán hàng trên TikTok Shop. Nếu người xem họ click vào mua hàng
trên cái giỏ hàng, trên cái video các bạn, thì khi mà họ đặt hàng và họ nhận hàng thành công thì hoa hồng sẽ trả về tài khoản ngân hàng cho các bạn. Cái việc rút tiền nó rất là đơn giản, nó diễn ra chưa tới 1 phút đâu nha các bạn. Ở những cái video khác mình sẽ thực hiện trực tiếp cái việc rút tiền cho các bạn xem nha. Tiếp theo là các bạn có thể tận dụng TikTok để làm dropshipping. Dropshipping nó cũng giống như affiliate marketing, nhưng mà nó yêu cầu các bạn là phải liên kết được với một nhà cung cấp để các bạn có thể bán hàng từ cái nhà cung cấp đó trực tiếp luôn, chứ không phải thông qua nền tảng affiliate ở trên cái giỏ hàng của TikTok. Các bạn thu hút những nhà phát triển sản phẩm, họ sẽ đồng ý cung cấp sản phẩm cho các bạn, họ bán cho các bạn, đưa cho các bạn những cái sản phẩm với giá rẻ, và các bạn sẽ bán những sản phẩm đó với giá chênh lệch. Từ đó các bạn sẽ có một nguồn thu từ cái việc chênh lệch này. Các bạn chỉ cần đăng video và bán những cái sản phẩm từ những cái nhà cung cấp này, họ cung cấp cho các bạn những cái sản phẩm dùng thử, thì các bạn sử dụng kênh TikTok, các bạn đăng video giới thiệu bán những cái sản phẩm đó, thì đây cũng là một cái ngách để các bạn có thể kiếm tiền trên TikTok nha. Thứ hai nữa, khi các bạn làm TikTok một thời gian thì thương hiệu cá nhân của các bạn có cái lượt follow các bạn nhiều, thì các bạn hoàn toàn có thể biến cái này thành cái thương hiệu cá nhân. Các bạn tự bán hàng, tự sản xuất, tự bán những cái mặt hàng nào đó của chính các bạn ha, thương hiệu của các bạn tạo ra. Như vậy thì doanh thu các bạn nó còn cao hơn nữa nha. TikTok còn có một cách kiếm tiền nữa, chính là kiếm tiền bằng việc donate qua livestream. Sau một thời gian các bạn làm TikTok thì các bạn sẽ chắc chắn phải hiểu được cái cách livestream, và nó giống như YouTube vậy. Khi livestream trên TikTok thì nó có chức năng nhận donate và bán sản phẩm trong cái livestream đó. Đây là hai cái cách để có thể kiếm tiền từ việc trực tiếp trên một cái nền tảng TikTok. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng, nó cũng có rất là nhiều cái video hướng dẫn cách livestream trên TikTok để kiếm tiền rồi các bạn. Ngoài những cái cách này thì cũng còn số cách nữa có thể kiếm tiền được trên TikTok, Toàn sẽ cập nhật cho các bạn ở những cái video kế tiếp. Hy vọng video này các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị về việc kiếm tiền trên TikTok nha. Hẹn các bạn ở video sau, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều điều thú vị hơn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và cho Toàn một like và một share video này nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video sau nha.